à bây giờ em có một chút chuyện nên chị chờ em xíu nha cứ về trước đi gặp lại sao ha được rồi chị biết rồi cơn chua à em sẽ tìm một công việc rất là ưng ý cho chị cho em chút thời gian nha ừ cảm ơn em em phải cảm ơn chị mới phải chứ gặp lại sao nha sao cô lại nói với cha Cương Chu về kế hoạch của Park Mi Sun? Cho dù tôi không nói đi chăng nữa, cô ta cũng biết cách xử lý về mẹ chồng tôi sẽ bị trừng phạt trước pháp luật mà thôi. Cô ta sẽ càng nghi ngờ những người xung quanh mình hơn. Vậy thì, tôi sẽ rất khó tiếp cận và hạ gục được cô ta. Bây giờ tôi phải trả lại những gì mà cô ta đã làm. Tôi sẽ không cho cô ta cơ hội để biện hộ đâu. Cô ta cần phải chịu đền tội về những gì mà mình đã làm chứ chúng ta đi thôi tôi đưa cô về không cần đâu căn hộ của tôi cũng gần ở khu đó mà tiện đường đi vậy thôi tôi đưa cô một đoạn Giờ mẹ của anh có khỏe hay không? Mẹ tôi đã mất cách đây 4 năm. Bà ấy bị bệnh tim. Nên thời gian cũng chỉ có hạn. Lúc đó con trai duy nhất của bà ấy lại bị du khống tội không thành thật và giết người. Cô hình dung được bảy phải chịu đựng những gì không? Thậm chí là tôi còn không biết mẹ mình bị bệnh nặng nữa. Cho tới lúc bảy qua đời. Bảy bị bệnh rất nặng. Nhưng mà tôi lại còn tổn thương bảy. Tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình. Giờ rồi, tôi không còn là chính mình nữa. Và vì bị cáo đã nhận hết mọi tội trạng trước tòa. Đó là sự thật không thể nào tránh khỏi. Anh làm cái gì vậy? Sốc gì quá anh? Cho nên anh cư xử như vậy tại tòa sao? <laughs> tôi cũng biết chuyện này nghe có vẻ giống như là cái cớ nhưng mà thật lòng tôi muốn nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện tôi không thể nói chúng ta đã từng bị phạt tù cũng không thể nói là tôi không làm gì hết thật lòng xin lỗi cô tôi biết là cô vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi đâu nhưng mà tôi sẽ tìm ra được người đứng phía sau tôi nhất định sẽ tìm ra được kẻ đó bắt người đó phải trả giá tuần này eric Yun sẽ về nước đúng không dạ đúng là như vậy đó là nhà đầu tư quan trọng nên hãy đảm bảo chúng ta đáp ứng cho anh ta vô điều kiện dù sao đi nữa tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở cho anh ta nhưng mà anh ta lại từ chối sao lại từ chối không lẽ anh ta bị đối thủ cạnh tranh tiếp cận sao tôi thì không nghĩ như vậy đâu có vẻ là anh ta về nước là bởi vì có chuyện gì đó quan trọng hơn việc hợp hành với đối tác thôi tôi có nghe chuyện mẹ của eric chung sống tại hàn quốc chuyện liên quan đến gia đình tìm hiểu chuyện này đi à nếu như là chuyện gia đình thì chắc chắn là chúng ta có thể giúp cho anh ta Dạ, tôi hiểu rồi phó chủ tịch. Đã tới giờ họp rồi thưa bà. Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi. Dạ thưa phó chủ tịch, tôi có chuyện gấp cần báo cáo. Ừ, chuyện gì? Trưởng phòng Cha Cơn Chu và đội bảo vệ của công ty mình đã tới đồn cảnh sát rồi đó thưa bà. Đồn cảnh sát? Dạ, lúc nãy có vẻ mẹ của Ly văn Huynh lại tới văn phòng gây rối, trưởng phòng đã đi gặp sau đó lập tức gọi bảo vệ đưa bà ta lên đồn cảnh sát cơn chu tự mình tới đồn cảnh sát bác ấy là mẹ của người mà tôi từng làm việc chung nhưng mà anh ấy đã bất hạnh rời khỏi thế giới này vì tai nạn rồi tôi thấy tội nghiệp nên giúp bác ấy nhưng mà bác ấy cứ liên tục đòi tiền của tôi hoài à tội tội tôi mà liên tục đòi tiền cô sao Này à Cho nên tôi đã nói thẳng thắn với bác ấy rồi Tôi không thể giúp bác ấy được thêm nữa Rồi bác ấy tới công ty của tôi Rồi còn đe dọa tôi nữa Trời ơi Đúng là Chuyện con nói không thể tin nổi được mà Nè tôi làm vậy hồi nào Tôi liên tục đòi tiền cô khi nào chớ nói coi Thì bác cứ diện đủ lý do trên đời Để đòi tiền của con còn gì Thậm chí còn xài hết tiền trong thẻ tín dụng của con nữa Chuyện này anh có thể kiểm tra bản sao kê tín dụng mà trời, trời đất ơi tôi tôi không thể tin được có người như cô luôn đó cơn chu nè cha cơn chu cô đã đưa thẻ cho tôi mà cô cho tôi thẻ tín dụng kêu tôi mua sắm này nọ hả anh cảnh sát ơi chuyện này không công bằng rồi cô ta đứng sau mọi chuyện á nhưng bây giờ cô ta lại lật mặt với tôi như vậy đây nè cô ta ép tôi phải khai mang tại tòa đó anh cảnh sát khai mang nữa sao chuyện đó tôi không hề kêu bà ấy làm Bác làm vậy là vì ghét con dâu của bác mà Sao bác có thể nói dối để đổ tội cho con như vậy chứ Còn nói cái gì Cô nói là tôi nói dối sao Bác uống sai rồi nói với con mà Bác nói là bác muốn lấy tiền bảo hiểm của con trai bác Nhưng mà bác lại nói dối là con dâu của bác làm chuyện đó Chính bác là người nói dối mà Bà bác Mi Xuân Chuyện của cha con chú nói có thật hay không Không đâu Dĩ nhiên không phải rồi Nè Cô làm vậy thật sao Cô kêu tôi làm mọi chuyện Bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi hả Tưởng là tôi sẽ bị bắt một mình sao? Anh cảnh sát à, bác ấy lại đe dọa tôi ngay tại đồn cảnh sát nè. Sao các anh không điều tra thử coi liệu là bác ấy nói thật? Hay là lại đang ngồi ở đây khai man nữa chứ? À, nè, sao lại điều tra tôi? Điều tra cô thì có. Anh cảnh sát ơi, đừng tin những gì cô ta nói nha. Anh cần phải điều tra cha công chu cho thiệt là kỹ đi. Bác à, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bác phải trả giá cho những gì bác làm chứ Trời ơi bây giờ sao cô lại ơ nè cô thật là Ôi trời ơi ở Đầu của tôi Tôi không chịu được nữa rồi Trời ơi đau đầu quá Ê. Ê. Cảm ơn để cho tôi quá gian Không có gì, chào cô thì vậy giờ, mương xu hả anh ở đâu quán ăn nhà cô Trung Quân ờ à, tôi cũng đang gần đó đi tôi sẽ tới ngay mương xu đang ở quán ăn nhà cô đó anh ấy nói là biết chuyện gì xảy ra giữa cha cương chu và park mi Xuân nên tới để nói chúng ta nghe vậy thì chúng ta cùng vào thôi dạ chua nè À, ô ô à, vậy chua nè để mẹ coi có sao không con à, ơi còn phải cẩn thận chứ Nha con có đau không vậy ừ, con trai con trai của mẹ không khóc khi bị đau con giỏi quá đi à, đi thôi ơ à, trời ơi lần sau con nhớ là đừng chạy như vậy nữa nghe chưa cả nhà không muốn con bị thương đâu con biết chưa con đang chờ mẹ về mà tại vì nhìn thấy mẹ con vui lắm mẹ chỉ đi có một chút mà thôi nói là sẽ về ngay mà con nhưng mà con thấy mẹ đi lâu quá trời luôn con lo sợ chúng ta sẽ phải chia cách nữa hả ừ. <cười> <cười> Đừng lo dây chua nè Chuyện đó không xảy ra nữa đâu Tuyệt đối không có Kể từ bây giờ Lúc nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con Mẹ nói thật đó Nên con cũng đừng lo chuyện này nữa Nghe chưa ừ. Cô khóc hả À, à không có Sao vậy? Em buồn vì thằng bé bị té, đau đầu gối hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh Mân Xu, anh biết được gì ở đồn cảnh sát vậy hả? Có vẻ như bà Park Mi Sun sẽ phải lãnh hết mọi trách nhiệm luôn rồi. Không chỉ bà ta nhận tội, cha Cân Chu đúng là một đứa có thể dám làm mọi chuyện mà. Coi cô ta đã làm những gì với Trung Quân đi. Lần này cha Cân Chu phủ nhận tất cả, Park Mi phải lãnh hết hậu quả. nè con chú kia hả mau tới đây cô mau tới đây rồi sao cô nghĩ con nghĩ ánh mắt đó của cô sẽ làm làm cho tôi sợ sao bác nên sợ thì tốt hơn c c cái gì tôi đã nói rồi tốt nhất là bác nên im lặng đi là bác tự làm thì phải tự chịu thôi cô 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 nói cái gì tôi muốn bác ở đây ngẫm lại tất cả những việc mà mình đã làm đó cô nghĩ là tôi sẽ ngồi yên ở đây sao tôi sẽ tự trốn mình sao bác đừng có lãng phí <laughs> sức lực của mình nữa bác không thể nào dài tay chạm được vào người của tôi đâu nên hãy nắm lấy cơ hội mà cảnh tỉnh đi ha nè nè cha con chú nè cha con chú cô nè à, 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 à. Tôi khai mang và đe dọa Mẹ của Ly Giang Hun làm sao Dạ Trưởng phòng cho Cơn chu đổ hết mọi tội lỗi lên người bà ấy Chắc chắn bà ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi Khi cơn chu theo đuổi Giang Hun Có vẻ rất biết chăm sóc người phụ nữ đó Giờ cô ta không cần nữa Tôi có nên điều tra nữa không Thôi khỏi Mọi chuyện như vậy thì cứ để bọn họ tự giải quyết. Chúng ta không cần thiết phải làm cho... Làm bàn tay mình. Bàn tay của mình dơ thêm đâu hiểu chứ. Oh. Nè, 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 con gái. Con chua à. Con không sao chứ. Bà nghe nói lúc nãy có cảnh sát tới đây hả? Con không sao đâu. Ba không cần lo lắng. Tại sao ba có thể không lo được? Ba nghe nói cái bà điên đó còn nắm tóc của con nữa mà. Trời ơi, cái chuyện gì vậy nè? À, à, con gái à, con gái của bà, con có bị thương ở đâu không vậy? Để bà coi coi. Con nói là không sao rồi mà. Mà có chuyện gì với bà điên đó vậy? Bị tạm giam rồi. Sẽ không còn gặp bà ta nữa đâu nên ba đừng có lo gì hết. Thật sao? À. Tuyệt quá rồi. rồi. À, Mấy người điên thì không nên đi lại nhớ nhơ trên đường. Bà ước gì mình có thể biết mặt bà ta ha. Cái bà điên này đúng thiệt là. Tôi không có làm gì hết mà sao lại gặp phải chuyện này chứ Giận hồn ơi! mẹ phải làm sao đây giờ mẹ làm sao đây trời ơi sao ồn ào dữ vậy bà thím à bộ chỗ này là bà cho thuê hả khuya rồi phải để cho người ta ngủ chứ tôi tôi tôi, tôi biết rồi tôi 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 sẽ im lặng <laughs> Sao cô lại thở dài vậy? Ờ chỉ là em cảm thấy tệ quá. Sao? Cô lo chuyện bà mẹ chồng gian ác của cô bị giam nguyên đêm ở trong tù hả? Em đã nghĩ là mình không còn cảm giác gì ngoài căm ghét. Nhưng bây giờ lại thấy không thoải mái. Bà ấy ở trong đó chắc là lạnh và thấy sợ lắm đi. Cô cũng ở trong đó dù cô không làm chuyện gì hết, nhưng còn bà ta đáng bị như vậy là do bà ta tự chút lấy. Nhưng dù sao, thì cũng là bà nội của dây chun. Bà ta không thừa nhận đứa cháu này mà. Cô lo cho bà ta để làm cái gì nữa. Không cần phải tội nghiệp bà ta đâu. Đừng có nhắc tới bà ta nữa. Đánh ra đi. Ây, tôi phải ngủ đây. Ơ trời ơi, cần phải ngã lưng đã mệt quá rồi hôm nay bác nằm kế con nha con trai à dễ thương quá đi ngủ dạ, ngon nha chị ngủ ừ, ngon nha ừ, ngủ ngon nghe con trai ngủ ngon chào quý khách à, quý khách đi mấy người vậy dạ tôi đi một mình nhưng mà ở đây có ai tên là bên Chun Cha không chị ờ à, chị Chun Cha Cậu tới đây làm gì vậy? Sao vậy? Em biết cậu ta sao? Nhưng mà sao em gọi là cha. Cậu tới đây làm gì chứ? Sao chị lại đi đối xử với khách hàng của mình như vậy? Thưa quý khách muốn ăn gì vậy? Tôi muốn gọi món ngon nhất ở đây. Ê. Cậu ta là ai vậy? là người đã nói em móc túi cậu ta đó hả sao sao cậu ta còn tới đây em đâu có biết đâu chị chuyên gia ơi cho tôi mấy chai bia nè trung quán ừ. em vào trong đi nhanh lên ừ nhưng tôi nhờ chị chuyên Cha lấy giúp mà cậu nên im lặng và rời khỏi đây hả ờ à, à, dạ ơi sao anh vẫn chưa ngủ chỉ là tôi đang thấy nhớ mẹ của tôi thôi ôi à... à... Tôi cũng thường hay nghĩ về bà ấy lắm Nên tôi hiểu tâm trạng của anh mà Ê... Sau khi tôi đưa mẹ đi Điều duy nhất mà tôi Có thể nhớ được Là khoảnh khắc cuối cùng được ở bên bà ấy Hôm nay nhìn thấy Trung Quân và Giê-jun Tôi lại nhớ về thời thơ ấu của mình Thời thơ ấu hả? Quay lại thời điểm mà mẹ tôi là tất cả đối với tôi Tôi chờ mẹ của tôi suốt cả ngày dài. Rồi khi nhìn thấy bóng dáng bẫy, từ bên ngoài cửa sổ, tôi cũng từng té ngã. Và bị thương khi mà tôi chạy tới gặp bà. Anh thấy dây chun giống anh hồi còn nhỏ lắm, có đúng vậy không? Đối với một đứa bé không có ba, thì mẹ là cả thế giới đối với nó đó. Nhưng mà Jae-chun cũng không có mẹ Ngay từ khi nó còn nhỏ Trung Won cũng mất đi con trai à, Đúng vậy Chuyện này làm tôi rất buồn Vì họ nhắc cho tôi nhớ Lúc tôi và mẹ tôi được ở cùng nhau Dạ. Tôi sẽ không đồng ý hòa giải đâu. Tôi muốn bác Mi Sun phải đối mặt với pháp luật. Dạ. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Cứ làm như vậy đi. Chị nghĩ là mẹ chồng chị có chuyện gì đó. Bà ấy uống say rồi tới nhà của chị. Lãm nhảm cái gì mà sẽ không bị loại này lừa. Rồi còn nói là sẽ gài bẫy và kéo ai đó theo cùng nữa. Vậy là theo như những gì Chung Won đã nói Mình có thể chắc chắn là cô ta không hề hay biết gì những gì mình đã làm Dạ, em là cơn Chu này chị Ờ, cơn Chu hả? Chuyện công việc mà chị nhờ em tìm giúp á Công ty có một nhà hàng và mới khai trương Em định giới thiệu chị tới đó làm Nhưng mà chị làm việc trong bếp có được không vậy? Chị phải cảm ơn em nữa đó chứ được rồi, em đưa địa chỉ đi, chị sẽ tới đó. Ừ, cảm ơn em nha. Cha Cân Chu hả? Dạ, cô ta đang tìm việc làm cho em. Em thật sự không sao chứ, hãy thấy cô ta, lần nào em cũng tức giận hết mà. Thì đúng là như vậy, nhưng mà em kiềm chế được. Đó là cách duy nhất em trả thù cô ta. Được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi cũng khó cho cô đi tìm... khi phải đi tìm việc với một bản tiền án như vậy nếu như được thì hãy tận dụng hết mức có thể thì vậy okay. thì cô có thể tìm được cơ hội rồi dạ em sẽ làm vậy à, nè 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 con định bỏ bữa sáng mà đi làm luôn đó hả nè con mau uống ly nước này đi ha mau uống đi nhưng mà ba con có chuyện đang lo lắng đây nè sao ba con không muốn giới thiệu với ba bạn trai con mà con muốn kết hôn hả anh ấy đã đồng ý tới đây rồi khi nào anh ấy đáp máy bay tới á thì chúng ta sẽ gặp nhau con không định đưa ai đó như con đã từng làm vào bốn năm trước chứ ba ạ à? con đừng chỉ tập trung nói về tình yêu nữa đó đã là một trải nghiệm khiến cho ba tổn thương lắm rồi chuyện đã qua bốn năm rồi con đã lựa chọn rất là kỹ người đàn ông dành cho con chắc chắn là ba sẽ chấp nhận anh đấy. ờ, nè 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 nè, có thể không đó hả? con chắc chắn là ba sẽ thích cậu ta hả hả? hey, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hey, ba tin tưởng ở con mà ha. <laughs> Ủa cậu à, có chuyện gì mà sáng sớm cậu lại vui như vậy? Con gái tôi sẽ đưa bạn trai nó muốn kết hôn về đây vào cuối tuần này đó. Cuối tuần này luôn sao? chắc là một chàng trai tuyệt vời. Tôi đi nói cho chị ấy nghe đây. <laughs> chị ơi! Ôi, <laughs> chị ơi, chị ơi! <laughs> chị ơi, cuối cùng kênh chu cũng chịu kết hôn rồi. Cả đời, chuyện duy nhất em muốn là nhìn thấy con nhỏ kết hôn với một người đàn ông tốt và sinh cháu cho chị thôi à. <laughs> em lại hành động hơi lố trước mặt chị nữa rồi. À chị ơi, em vẫn đang tìm in e suốt thời gian qua, chị đừng đánh mất hy vọng nha chị. Em nghĩ con bé vẫn đang còn sống đó. Em chắc chắn Sunhi đã nói dối chị rồi. Em chắc chắn sẽ tìm cho ra con gái về cho chị ha. À. Ờ. Bà bị sao vậy Có sao không Hay là bị đau ở đâu hả Hay tôi đi gọi bác sĩ nha Hả Sợ quá Sợ quá Sợ quá Em nghĩ cơn Chu đã có bạn trai thật rồi cuối tuần này cậu ta sẽ tới vậy tốt chứ vậy từ giờ em không cần phải lo chuyện tìm bạn đời cho con bé nữa khi kết hôn xong con bé sẽ rời khỏi căn nhà về công ty thôi không phải em cũng muốn vậy sao ờ à, tôi đây thư ký chung cô tìm hiểu lịch trình cá nhân của eric jun chưa hợp gia đình eric jun sắp kết hôn rồi sao Ai là đối tượng của cậu ấy À Nói vậy tôi biết rồi Hãy điều tra đi Chào cô Có phải Eric Jun, Nhà đầu tư chính Trong dự án của em không Em khá gần gũi với cậu ta hả Đúng vậy Lần này cậu ta tới Hàn Quốc Là để bàn việc hợp tác kinh doanh Em muốn tìm hiểu Về lịch trình cá nhân của cậu ta Anh nghĩ Cậu ta có hứng thú với việc kết hôn không Nếu cậu ta không đề cập chuyện đó với em Thì chắc đó là một hôn lễ bí mật rồi nếu em cứ cho người điều tra chuyện cá nhân của cậu ta thì có xúc phạm lắm không nhưng mà em cũng cần phải biết cậu ta lên kế hoạch kết hôn với ai chứ em cũng cần phải chuẩn bị tinh thần trước chứ anh một người vợ thường sẽ rất có quy quyền cậu ta là nhà đầu tư rất quan trọng cần phải đảm bảo vợ của cậu ta sẽ theo phe của chúng ta tôi đã đọc bản đề xuất của anh rồi tôi cũng đồng ý chấp nhận thực hiện chiến lược marketing của anh vậy tôi sẽ tiến hành như kế hoạch tại sao anh không tự mình đứng ra báo cáo chi tiết nghe thử xem cho tất cả mọi người nghe thử coi sao tôi sao cha sơn hy vẫn còn chưa biết hiện giờ anh đang làm việc với tôi đâu anh không nghĩ là mình cũng nên xuất hiện rồi sao bảy chắc chắn không biết tôi đã được thả nếu tôi đứng ra làm báo cáo bảy sẽ bị sốt tôi sẽ thu xếp mọi thứ cho anh chỉ cần anh chịu lộ diện và khiến bà ấy cảm thấy không thoải mái đó là những gì tôi muốn nhìn thấy bây giờ như vậy có ổn không nữa nếu bà ấy biết sự xuất hiện của tôi bà ấy có thể gặp tôi thẳng đây để gặp cô cha cơn chu trước đó không có sao đâu đảm bảo là chị ấy sẽ không làm được gì tôi đâu à không chị ấy sẽ bị thu hút bởi mặt tốt của tôi cô nói vậy là sao chứ anh sẽ biết sớm thôi Có vẻ như cha cương chua có kế hoạch gì đó đó. Kế hoạch gì đó? Hình như cô ta có một bí mật có thể gây hại cho cha Sư Nghi. Chút nữa tôi cũng sẽ đi gặp mặt cô ta, rồi hỏi cô ta chuyện đó. Tôi biết rồi. Dì chua nè. Mẹ ai? Mẹ đây đâu vậy? Dì chua nè, hôm nay mẹ bắt đầu đi làm rồi đó Con cũng muốn đi chung nữa Con không thể theo mẹ đi làm được Về chun ở nhà chơi ngoan nha con Không thích, con chỉ muốn đi làm chung với mẹ thôi Về chua nè, à, mẹ sẽ về nhà ngay Sau khi tan làm mẹ sẽ bay về với con liền Sau khi mẹ về, sẽ đọc 10 quyển sách cho con nghe Nha Nè con trai à, con đừng có buồn nữa, con có thể chơi với bác. Hôm nay thích chơi cái gì thì con cứ nói cho bác biết, bác sẽ cùng chơi với con, chơi trốn tìm nè, chơi cưỡi ngựa hay là chơi banh, chơi bóng. Chơi trốn tìm. Được rồi, chơi trốn tìm ngay thôi. Mẹ xin lỗi dây chua nè. Mẹ cũng muốn suốt ngày được ở bên cạnh con lắm chứ nhưng mà ở thời điểm bây giờ để làm được một người mẹ tốt cho con thì mẹ vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm hãy hiểu cho mẹ nha chị ơi ơ ờ, cơn chua hả <laughs> mình vào trong luôn đi chào cô anh quản lý à đây là người mà tôi đã giới thiệu với anh tôi tên yun trung quân rất vui được biết anh em không cần phải tới tận đây để giới thiệu chị như vậy đâu cảm ơn em như cơn chua trời ơi không có gì đâu mà chị em còn muốn là tìm cho chị công việc nhẹ nhàng hơn nữa không sao chị cũng thích được nấu ăn mà với lại chị cũng thường xuyên ở trong bếp <laughs> vậy thì tốt rồi chị muốn bắt đầu liền không không đâu, chị sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vậy hả? Làm việc chăm chỉ nha. <laughs> dạ anh yêu. Anh đã về Hàn Quốc rồi hả? Em tưởng cuối tuần này em mới về chứ. À, Em vẫn còn chưa nói chuyện với nhà của em nữa. Em chỉ nói là muốn kết hôn thôi. Ừ, em biết rồi, gặp lại sau nha. À, em định kết hôn rồi hả à, có phải chính là người mẹ em nói với chị hồi bốn năm trước hay không hả à, à không phải đây là người khác chị. em đã quên người kia luôn rồi chuyện này à, cũng đã lâu lắm rồi mà chị ồ oh, à thì ra là vậy vậy à, cậu ta là người như thế nào vậy hả Ừ, anh ấy rất là giỏi cũng giúp được em rất là nhiều lần sau em sẽ đưa tới giới thiệu anh ấy với chị nha được thôi vậy nha giờ em đi ha <laughs> Hình như cô ta có một bí mật Có thể gây hại cho cha Sư Nghi anh ấy rất là giỏi cũng giúp đỡ cho em rất nhiều nữa <laughs> à... phiền anh đuổi theo chiếc xe đó đây là sao cha cưng chu lại tới đây đã lâu rồi không gặp anh văn hôn anh vẫn khỏe chứ